Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh tin tức mới. Và sau đây, chúng ta cùng điểm qua những thông tin ngày hôm nay quý vị nhé. Harry Won có tên thật Liu Esther, sinh ngày 23 tháng 6 năm 1985 là một nữ ca sĩ, diễn viên, người mẫu và người dẫn chương trình người Hàn Quốc gốc Việt. Harry được sinh ra và lớn lên tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Tên Harry Won trong tiếng Hàn có nghĩa là mong muốn điều gì cũng sẽ được như vậy. Cô có bố là người Việt, mẹ là người Hàn. Harry Won chia sẻ cô bị ung thư cổ tử cung và đã phẫu thuật hai lần. Hiện, sức khỏe của nữ ca sĩ vẫn chưa ổn định. Trong chương trình Chị Em Chúng Mình, Harry Won tâm sự về chuyện sinh con. Bà xã Trấn Thành nói, bản thân tôi từ xưa đến bây giờ luôn khao khát chuyện có con. Khi dưới 30 tuổi, lúc nào tôi cũng cân nhắc chuyện nếu muốn có con thì phải có kinh tế ổn định. Nếu không có tiền lo cho con, tôi không chịu nổi. Sau 30 tuổi, tôi tự kiếm tiền và mua được một căn nhà cho bản thân. Nhưng hiện tại thì... Harry Won nghẹn ngào khi chia sẻ về tình hình sức khỏe hiện tại. Cô cho biết chưa thể sinh em bé vì căn bệnh ung thư cổ tử cung chưa chấm dứt hoàn toàn, có nguy cơ tái phát. Tôi bị ung thư tử cung, phải mổ hai lần. Tôi tưởng bây giờ hết rồi, vì cũng đã 5 năm mình nghĩ ổn rồi nhưng mới đây tôi đi khám lại thì mới biết vẫn còn viêm tôi đã phải cắt rất nhiều căn bệnh này không có cách nào điều trị được miễn là tôi phải khỏe miễn dịch tốt thì mới tự tiêu diệt tế bào ung thư nếu sức khỏe tệ đi bệnh sẽ tái diễn vấn đề là cổ tử cung của tôi bây giờ bị ngắn quá nếu lần này bị lại có thể tôi sẽ bị vô sinh harry won rơi nước mắt khi tâm sự cùng các đồng nghiệp Nữ ca sĩ bộc bạch khi biết tình trạng bệnh, cô không dám nói chuyện điện thoại trực tiếp với mẹ, chỉ nhắn tin. Chương trình chị em chúng mình đã kết nối tới mẹ ruột của Harry Won. Thông qua sóng truyền hình, bà nhắn nhủ con gái: "Esther à, thật lòng mẹ rất cảm ơn con. Cảm ơn con vì là con gái của mẹ. Và điều đặc biệt quan trọng là mỗi khi con cảm thấy mệt mỏi hay có việc gì khó khăn thì hãy nhớ nói với mẹ nhé." Đừng có giấu mà chịu đau một mình con nhé. Harry Won kết hôn với Trấn Thành vào năm 2016. Sau 4 năm, cô chia sẻ cuộc sống hôn nhân của mình êm đềm, không sóng gió. Tuy nhiên, cô cảm thấy tuổi thân một phần nào vì chưa thể thực hiện thiên chức làm mẹ như các đồng nghiệp nữ. Tối 22 tháng 10, khán giả bất ngờ trước thông tin ca sĩ Harry Won chia sẻ trên trang cá nhân rằng cô đang mắc căn bệnh gây liệt nửa mặt. Đó cũng chính là lý do khiến tâm trạng cô không vui trong một tuần qua. Trấn Thành và Harry Won là cặp vợ chồng hot nhất nhì làng giải trí. Họ đã có hơn 6 năm về chung một nhà và có hạnh phúc hiện tại, cả hai đã cùng nhau trải qua nhiều thử thách. Trấn Thành và Harry Won là cặp vợ chồng nổi tiếng nhất nhì làng giải trí Việt. Đến hiện tại, cả hai đã cùng nhau trải qua 6 năm hôn nhân. Dù hành trình đến và đi cùng nhau của cặp đôi gặp không ít sóng nhưng sau tất cả, vợ chồng xìn, Di vẫn vui vẻ, nắm tay nhau tận hưởng hạnh phúc. Đầu năm 2016, Trấn Thành và Harry Won công khai yêu nhau. Đây cũng là thời điểm cả hai hợp tác chung trong dự án Bệnh viện Ma. Thế nên sau khi xác nhận mối quan hệ, chuyện tình của cả hai nhận về nhiều luồng ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng cặp đôi phim giả tình thật để PR phim và không ít bình luận khắt khe nhắm vào giọng ca hương đêm bay xa khi cô vừa chia tay rapper Tiến Đạt. Trước những thái độ trái chiều của công chúng, Trấn Thành và Harry Won chứng minh tình yêu của cả hai khi quyết định tổ chức hôn lễ vào cuối năm 2016. Được biết, để nhận được cái gật đầu của Harry Won thì nam MC đã chuẩn bị buổi cầu hôn vô cùng lãng mạn và chi phí thực hiện lên đến trăm triệu. Phần nào cho thấy tình cảm to lớn mà Trấn Thành dành cho bạn gái. Ngày 25 tháng 12 năm 2016, đám cưới của Trấn Thành và Harry Won diễn ra vô cùng hoành tráng. Nhiều sao Việt đã đến chúc mừng và chung vui trong ngày hạnh phúc nhất của cặp đôi. Về chung một nhà, cặp đôi thể hiện tình cảm ngọt ngào trước công chúng nhiều hơn. Trong công việc đôi vợ chồng đồng hành trong nhiều dự án và không ít lần cả hai khiến dân tình ghen ra mặt khi vô tư phát cẩu lương trên sóng truyền hình. Bên cạnh đó, những ngày đặc biệt như kỷ niệm ngày cưới, lễ tình nhân, quốc tế phụ nữ, chân thành và Harry luôn luôn biết cách hâm nóng tình yêu bằng nhiều cách. Đó có thể là món quà ý nghĩa, một chuyến du lịch hay là một bữa ăn lãng mạn mà chỉ có cả hai. Đặc biệt trong những chuyến du lịch riêng hay đi cùng hội bạn thân hàng năm, Trấn Thành và Harry Won không ngại công khai tình tứ như vợ chồng Son. Thời gian qua, cứ cách một khoảng lại có tin nghi vấn hôn nhân của Trấn Thành và Harry Won gặp trục trặc. Từ việc Harry Won thường xuyên chia sẻ những trạng thái buồn, cô đơn cho đến việc hai vợ chồng ít tương tác khiến dân tình đổ xô bàn tán. Không những thế, chuyện nữ ca sĩ về Hàn Quốc cũng trở thành vấn đề được một bộ phận cư dân mạng mang ra mổ xẻ để có thêm luận điểm. Trước những nghi vấn thiếu căn cứ, trong một lần lên tiếng, Trấn Thành khẳng định cuộc sống của vợ chồng anh vẫn hạnh phúc, không gây lộn dù chỉ một câu. Tuy nhiên, không vì Trấn Thành lên tiếng mà câu chuyện hôn nhân của anh dừng lại. Mới đây xuất hiện một bài viết có tựa nghi vấn Harry Won rời showbiz Việt hậu tin đồn ly hôn Trấn Thành với nội dung tổng hợp những nghi vấn kèm theo suy diễn về việc hôn nhân của Trấn Thành và Harry Won trục trặc khiến nam MC bức xúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.